Hello, chào cả nhà nha, chào tất cả các anh em. Thì nhân dịp đầu năm mới thì cũng gửi lời chúc tới tất cả các anh em đã follow và theo dõi kênh của mình trong cái thời gian qua. Thực ra thì cái kênh này mình đã làm từ năm 2012, tức là trong thời gian cũng khá là lâu, đó là tức là có khá nhiều anh em follow kênh thì được sự ủng hộ của các anh em thì cũng cảm ơn rất nhiều. Và nhân dịp đầu năm mới thì cũng gửi lời chúc cho tất cả anh em cùng gia đình sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Thì cái kênh của mình thì chủ yếu là mình chia sẻ về những cái vấn đề mà nó liên quan đến xây dựng. Những ai làm bên cái nghề này có nào làm trong lĩnh vực xây dựng, cho nên là nếu như mà được sự ủng hộ của tất cả các anh em thì những năm tới hay là trong năm 2012 này mình sẽ cố gắng tạo ra nhiều cái video hơn nữa và thêm một vài cái chủ đề có nào, tức là hình như là trong cái kênh của mình thì chủ yếu là chia sẻ về các cái phần mềm trong dành cho các bạn học bên ngành xây dựng, rồi là những cái kiến thức, những cái tình huống thực tế mà tôi đã gặp trong cái quá trình đi làm, đó là chia sẻ để các anh em có thể biết và rút kinh nghiệm thôi, chứ cũng không có gọi là cao siêu gì, nó cũng không phải là những cái kiến thức gọi là cao siêu sáng tạo, đó là chủ yếu là tập hợp và chia sẻ cho anh em thôi. Như vậy thì cũng hy vọng rằng tiếp tục sang năm mới và các năm sắp tới thì cũng nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh em để tôi có được cái động lực phải nào tạo ra nhiều cái nội dung bổ ích và chia sẻ cho cộng đồng, cho tất cả các anh em để biết thêm nhiều cái thông tin. Và về phía bản thân thì tôi cũng rất là mong muốn nhận lại những cái phản hồi, những cái comment mang tính chất gọi là góp ý phải không nào, chất góp ý để học hỏi từ phía phía các anh em, nếu mà các anh em biết được những cái hay, ví dụ như cái chủ đề mà tôi nói nó có vấn đề gì đó nó không ổn, hoặc nó thiếu sai, hoặc là nó chưa cập nhật một cái gì đó, thì các anh em có thể comment bình thường phải không nào, comment nhưng mà nó ở cái góc độ gọi là góp ý, chia sẻ và học hỏi với nhau đó, thì tôi rất là hoan nghênh phải nào. Ok, thế thì cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả các anh em đang trong thời gian qua đã ủng hộ kênh, và chúc một lần nữa là nhân dịp đầu năm là chúc tất cả các anh em là sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn mọi người rất nhiều.